Trên tay mình là Oppo A96, một chiếc smartphone mình thấy rằng rất phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên ở trong cái mức giá khoảng tầm 7 triệu đồng. Và chiếc điện thoại của chúng ta thì có những cái điểm gì hay? Mời các bạn cùng mình bắt đầu video để mở hộp, cũng như là xem em này vừa dùng vừa sạc thì trong vòng 9 phút 6 giây sạc được bao nhiêu phần trăm pin nhá. Hiện tại thì Oppo A96 đang có mức giá chỉ 6 triệu 990 nghìn đồng, được tặng 300 nghìn đồng và chương trình trả góp 0% lãi suất từ mùng 1 tới mùng 10 tháng 7. Nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả cho các bạn tiện tham khảo nhá. Phiên bản mình đang có ở đây sẽ là 8128 và bây giờ mình sẽ mở hộp này. Cách đóng hộp thì cũng rất là cơ bản thôi, giống chiếc máy khác đến từ dòng A. Chỉ có điều là khi mà chúng ta sử dụng em máy này thì bạn mới nhận thấy những cái sự khác biệt của nó. Đây sẽ là hộp phụ kiện của chúng ta, que chọc SIM của dòng A, sách và tất nhiên một chiếc ốp lưng. Mặc dù là một máy ở trong phân khúc tầm trung nhưng các bạn vẫn được trang bị ốp lưng ở trong máy chứ không phải rút gọn và tiết kiệm đi. Mình rất thích Oppo ở cái điểm này, tặng cho người dùng đầy đủ và thậm chí cái máy cũng được dán màn hình luôn. Thì đây là cái chiếc máy của chúng ta, Oppo A96. Phiên bản của mình là phiên bản màu hồng, nó đổi màu nhìn rất là đẹp. Đây là chất Oppo Glow và tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn với các bạn. Và cái máy này có luôn tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP54. Tạm thời để sang bên này, tí nữa nói kỹ hơn nhé. Và đây là hai phụ kiện cuối cùng ở bên trong hộp, một củ sạc nhanh SuperVox công suất là 33W. Củ sạc của chúng ta đầu ra vẫn là Type A các bạn nhé. Và cuối cùng là một cọng cáp, đây sẽ là cáp A2C và tất nhiên là hỗ trợ sạc nhanh Vox. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với câu hỏi chính ở trong video này là chiếc máy của chúng ta sạc trong vòng 9 phút 6 giây thì được bao nhiêu phần trăm pin. Lưu ý là mình vừa dùng vừa sạc luôn nhá. Để test được thì đầu tiên mình sẽ vào trong phần đồng hồ, sau đó mình chọn phần hẹn giờ và mình sẽ để là 9 phút 6 giây. Tiếp sau đó là mình sẽ cắm sạc cho máy và bấm nút bắt đầu để tính giờ. Khi kết thúc quá trình sạc của chúng ta cũng là lúc đồng hồ của mình báo tín hiệu thì mình sẽ cho các bạn biết được rằng là pin của mình đã sạc được bao nhiêu phần trăm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt. Định nói chữ đầu nhưng mà lại chợt nghĩ ra là 9 phút 6 giây đó mà không nói gì thì có vẻ hơi nhàm chán. Nên là mình sẽ vừa sạc cho máy mà vừa chia sẻ cùng các bạn những điểm thú vị ở trên em này nhá. Bây giờ thì cắm sạc nào. Bây giờ là 16 giờ 49 phút, mình có 25% pin. Chúng ta sẽ cùng nhau sạc xem như thế nào. Quay trở lại với em Oppo A96 của mình thì đây là một chiếc máy có thiết kế mặt lưng, mình thấy rằng nó đẹp. Nếu nhìn từ xa sẽ có những cái họa tiết hoa văn ở phía dưới, trông thì có vẻ sần sùi nhưng mà sờ vào lại rất là mịn. Và đây là thiết kế từ chiếc Oppo Reno, cụ thể là thiết kế Oppo Glow. Với thiết kế này thì khi các bạn sử dụng máy sẽ không sợ rằng bị bám lại vân tay hay bám lại mồ hôi. Nhưng mà cái mà mình thích nhất đó chính là không sợ bị xước răm khi sử dụng. Và đồng thời là các bạn nhìn này, với cái thiết kế của chiếc A96 lúc mà cầm trên tay cho mình cảm giác rất là thoải mái. Có hai thứ tạo nên cái yếu tố này. Thứ nhất là kích thước của máy không quá lớn và trọng lượng của máy cũng không quá nặng. Thứ hai là các phần cạnh bên của máy đều được bo cong nên là khi mình cầm thế này không hề bị cấn tay. Và tất nhiên là sử dụng thời gian lâu dài mình cũng không sợ rằng là chiếc máy này gây khó chịu cho mình. Với cái mức tầm giá của Oppo A96 mình thấy rất phù hợp với những bạn đang là học sinh cấp 3 hoặc là những bạn đang là sinh viên. Bởi vì ở trong cái mức này khi các bạn mua một chiếc điện thoại chúng ta cũng sẽ cần một chiếc làm màn hình đẹp một tí này. Mặt lưng của máy nó cũng phải đẹp và tất nhiên là màu sắc thế này để tha hồ mà tỏa sáng khoe cá tính ở trên trường của mình chứ. Mặc dù là mặt lưng mang lại cho mình cảm giác cầm nắm rất là tốt, tuy nhiên là khi mình nhấn tay vào mặt lưng thì mình vẫn cảm giác là hơi bị lún vào một tí. Cái này có thể là do viên pin ở bên trong nó chưa lấp đầy phần mặt lưng và tất nhiên cái này là mặt lưng nhựa. Mặt lưng nhựa thì các bạn sẽ có cái độ bền nó là cao hơn mặt lưng kính, đỡ phải giữ gìn. Nhưng mà đổi lại thì có nhiều bạn lại kêu là thích mặt lưng kính cho cao cấp, nhưng mà chúng ta phải cùng nhau nhìn lại phân khúc giá đã. Còn bây giờ hãy cùng mình nói về những cạnh bên của máy nhá. Ở phía cạnh bên phải của máy thì các bạn sẽ có một nút nguồn kiêm luôn là cảm biến vân tay một chạm. Và khi mình sử dụng cảm biến này thì mình cảm thấy rất là nhạy, chỉ cần chạm nhẹ mà phát là ăn. Còn ở phần bên cạnh trái của chúng ta các bạn sẽ có khay SIM. Đây là khay SIM full size, tức là bạn có thể lắp đồng thời được một lúc là 2 SIM và một thẻ nhớ. Và ở ngay phần phía dưới của chúng ta chính là nút tăng giảm âm lượng. Với cái vị trí đặt nút này thì mình cảm thấy rất là dễ sử dụng. Khi mình cầm ở một tay mình có thể là vừa đặt nút nguồn vừa đặt nút tăng giảm âm lượng luôn. Có một điểm rất thú vị ở trên những máy tầm trung đó chính là không hề bị bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5, bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào. Ở bên trong hộp của chúng ta thì không có jack cắm tai nghe 3.5, nhưng mà dụ nhà bạn đang có cái tai nghe cũ nào đó thì bạn chỉ cần đơn giản là cắm vào và sử dụng thôi. Mọi thứ nó rất là dễ, bạn không phải tốn tiền ra ngoài mua thêm. Và cũng về khoản âm thanh của chúng ta thì thay vì loa đơn những chiếc máy khác, Oppo A96 sẽ có loa kép. Loa kép này sẽ cho các bạn âm lượng và độ chi tiết tốt hơn để các bạn có thể là trực tiếp nghe âm thanh hay là xem phim từ điện thoại này mà không cần cắm thêm loa ngoài. Xong phần thiết kế thì hãy cùng mình chuyển sang phần tiếp theo, đó chính là về màn hình của máy. Đây là một chiếc máy mà mình nói rằng có cảm giác cầm nắm rất là dễ chịu vì nó nhỏ gọn. Nhưng mà kích thước màn hình của máy thì không nhỏ lắm, 6,59 inch, cực kỳ thoải mái cho tác vụ giải trí. Và là một người học sinh hay là một người sinh viên, khi mà dùng cái máy này, việc đọc tài liệu ở trên máy rất dễ dàng.
Rồi là khi chúng ta tra mạng để tìm những thông tin thì cũng không sợ là màn hình máy quá bé làm các bạn phải nheo mắt vào tìm và từ đó làm giảm thị lực của các bạn. Và độ phân giải của màn hình sẽ là Full HD nên là khi sử dụng các bạn sẽ không cảm thấy rỗ. Và thêm một cái nữa là công nghệ màn hình là IPS, nó lại càng đỡ rỗ hơn AMOLED. Nhưng mà đổi lại thì IPS các bạn lại không có vân tay ở trong màn hình. Nhưng có một điểm sáng cho màn hình này, đó chính là tần số quét cao 90Hz để các bạn vuốt qua vuốt lại cảm giác rất là mượt mà. Và cuối cùng đó chính là về phần màu sắc ở trên màn hình. Mặc dù là màn hình IPS thôi nhưng mình cảm thấy màu sắc ở trên màn hình cũng khá là tốt và khi mình giải trí xem phim mình không cảm thấy bị khó chịu. Tuy nhiên thì ở trên màn hình này sẽ có hai điểm mà mình nghĩ rằng bạn nào nhìn vào cũng sẽ đồng ý với mình. Thứ nhất là phần camera trước có vẻ nó vẫn còn to và thứ hai là phần viền dưới của máy có vẻ hơi dày. Nếu như phần viền dưới mà làm mỏng được tí nữa thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và rồi hãy cùng mình sang phần tiếp theo, đó chính là về cấu hình được trang bị ở trên máy. Sẽ có sự nâng cấp so với thế hệ Oppo A95 và cụ thể là em Oppo A96 được trang bị Snapdragon 680. Với con chip này thì hiệu năng của máy cũng sẽ được tăng lên, giúp các bạn có những trải nghiệm mượt mà hơn, sử dụng máy lâu dài hơn. Còn về bộ nhớ RAM, các bạn có 8GB RAM và có thể mở rộng thêm RAM ảo. Còn về bộ nhớ bên trong thì các bạn có 128GB và có thể mở rộng thông qua thẻ nhớ tối đa lên tới 1TB. Với dung lượng RAM lớn, chiếc máy của mình vừa báo là đã đủ thời gian rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chụp ảnh màn hình lại nhé. Và bây giờ là 4 giờ 58 phút chiều, mình đang có 39% pin. Như vậy là sau 9 phút 6 giây mình vừa sử dụng máy bật sáng màn hình liên tục, mình vừa sạc thì mình được 14% pin. Và tất nhiên là khi các bạn sử dụng thì chúng ta không nên làm như vậy, các bạn nên tắt màn hình máy đi để máy xuống cho nó sạc thì như vậy máy sẽ mát hơn và sẽ được nhiều pin hơn. Còn ở đây là mình đang thử nghiệm điều kiện thực tế để các bạn thấy được rằng là khi sạc chúng ta cần bao nhiêu thời gian. Và nếu như mình vừa sạc vừa dùng try hard như thế này thì máy có sạc nhanh được hay không? Kết quả là mình vẫn có được 14% pin. Và khi mình sờ phần mặt lưng máy thì mình cảm thấy nó cũng chỉ hơi ấm ấm nhẹ nhẹ lên thôi. Về phần trải nghiệm pin thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn ở phần sau nhé. Nãy giờ thì mình đang nói chúng ta có 8GB RAM có thể mở rộng, có 128GB bộ nhớ trong. Đây là những con số rất là lớn. Với 8GB bạn có thể thoải mái là đa nhiệm Facebook, Zalo, Telegram này kia tất tần tật mọi thứ cùng một lúc, không sợ bị văng ứng dụng. Và thứ hai là bộ nhớ trong 128GB thì bản thân cái bộ nhớ trong này mình thấy đã đủ để sử dụng rồi. Bây giờ mình cũng đang dùng một máy 128GB và sau hơn 1 năm sử dụng thì mình vẫn không hề bị đầy bộ nhớ. Chia sẻ thêm với các bạn một chút về con chip 680 thì mình có chơi game Liên Quân trực tiếp ở trên máy và mình để đồ họa ở mức cao nhất có thể. FPS của mình tất nhiên là 60 thì trong quá trình chơi của mình đa phần FPS sẽ là tầm khoảng 58, 59, 60 nhưng mà đôi khi bị tụt thì tụt về tầm 52. Đó là chỉ như vậy mà thôi và máy của mình có thể chơi liên tục 3 đến 4 trận mà không hề gặp vấn đề gì. Thì các bạn thấy hiệu năng của em này thế nào? Nhớ comment cho mình biết nhá. Còn bây giờ hãy cùng mình sang phần tiếp theo, đó chính là về camera ở trên máy. Đối với lại camera trước của chúng ta, các bạn sẽ có độ phân giải là 16 megapixel và có khả năng làm đẹp tới từ Oppo. Nhưng mà với camera này thì mình thấy chụp ảnh đẹp nhất, ngon nhất là ở điều kiện đủ sáng. Các bạn chỉ cần đi ra ngoài trời và canh một hướng sáng đẹp cho mình, chụp lên thôi là ok, chúng ta không cần phải sử dụng những phần mềm làm đẹp từ bên ngoài. Còn đối với lại camera sau, các bạn sẽ được trang bị một bộ đôi camera. Trong đó camera chính có độ phân giải lên tới 50 megapixel và một camera đo chiều sâu có độ phân giải là 2 megapixel. Ở bên trong ứng dụng camera của máy cũng sẽ có những tính năng cơ bản những máy Oppo khác. Các bạn có chế độ chụp ảnh bình thường, có thể zoom 2x điện tử. Chúng ta có thể sang chế độ chụp ảnh đêm để bạn chụp ảnh thiếu sáng. Và tất nhiên là với camera 50 megapixel này thì nếu như bạn nào quan tâm là chụp nó đẹp hay không, hay bạn muốn hỏi gì thêm thì cứ để phần bình luận mình sẽ trả lời các bạn nhé. Và đây là một số bức ảnh mình chụp trực tiếp từ máy, mời các bạn xem để đánh giá chất lượng của camera này. Nói về phần camera của chúng ta thì có thể nhiều bạn sẽ hơi suy nghĩ là tại sao em này không có cam góc rộng. Nhưng mà khi chúng ta lại tính toán này là đối tượng sử dụng máy này có thể là học sinh cấp 3 hoặc là những bạn sinh viên thì việc có camera góc rộng nó không thực sự là thiết yếu lắm. Mà khi chúng ta dùng cam chính này đã đủ sức để các bạn chụp những thứ các bạn mong muốn rồi và có thêm một camera đo chiều sâu chụp ảnh chân dung nó cũng ngon nữa. Và camera chính 50 megapixel mà chụp ảnh ở trên bảng chắc chắn là nét rồi, chụp cái gì là ăn cái đó. Thầy cô giáo giao bài thay vì chép lại, giơ điện thoại chụp tạch một cái mang về nhà bắt đầu bạn có thể thoải mái làm bài. Và đấy là những lợi ích mà camera ở trên Oppo A96 sẽ mang lại cho các bạn. Còn bây giờ hãy cùng mình sang phần tiếp theo, đó chính là về pin. Được trang bị ở bên trong máy là viên pin 5000 mAh, một viên pin rất là lớn, thoải mái để sử dụng. Mình đã có thử chơi Liên Quân Mobile ở trên máy này với mức độ sáng cao nhất, cấu hình nó cũng là cao nhất như mình nói ở trong phần hiệu năng. Và các bạn biết không, mình chơi một trận đấu 10 phút mình chỉ tụt có 5% pin thôi. Máy của mình hơi ấm lên ở phần mặt lưng. Như vậy thì cái viên pin 5000 ở trong máy này nó quá là trâu với con chip 680 luôn. Những bạn học sinh, sinh viên mà sử dụng cả một ngày trời không lo hết pin. Còn khi chúng ta nói về sạc nhanh thì ở trong phân khúc này sạc nhanh 33W của máy cũng là sạc nhanh nhất, mát nhất. Công nghệ VOOC mà luôn luôn mang lại cái gì đó mát nhất và an toàn cho các bạn. Và nếu như bạn vẫn đang hoài nghi về công nghệ này thì Oppo có đưa ra một số những con số như sau. Chỉ với 5 phút sạc bạn có thể gọi điện lên tới 3 tiếng 38 phút, video call lên đến 58 phút,
và đồng thời xem YouTube lên tới 1 tiếng 34 phút. Còn đến đây thì mình cũng sẽ kết thúc video về chiếc Oppo A96. Và các bạn thấy sao về em này? Mời các bạn ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.